cách biệt giữa bà Harris và ông Trump đang biến mất. Cử tri Đảng Dân chủ giảm ở 3 bang chiến trường. ChatGPT chọn ai làm tổng thống Mỹ? Cách biệt giữa bà Harris và ông Trump đang biến mất. Kết quả thăm dò biến động trong bối cảnh Đảng Dân chủ lo ngại bà Harris đang gặp khó khăn trong việc giành được sự ủng hộ của một số nhóm cử tri chủ chốt của đảng này. Khi chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, ứng cử viên Đảng Dân chủ Kamala Harris đang dần mất lợi thế trước ứng cử viên Donald Trump của Đảng Cộng hòa. Theo 3 cuộc thăm dò được công bố hôm 13 tháng 10, khoảng cách dẫn trước của bà Harris so với ông Trump đã thu hẹp hoặc biến mất hoàn toàn khi cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024 đang tiến gần đến chặng cuối cùng. Trong cuộc thăm dò mới nhất của NBC News, trước thêm cuộc bỏ phiếu ngày 5 tháng 11, ứng cử viên của Đảng Dân chủ và đối thủ từ Đảng Cộng hòa đang hòa nhau trên toàn quốc với 48%. Đây là một sự thay đổi so với mức dẫn trước 5% của bà Harris trong cùng một cuộc khảo sát vào tháng trước. Trong cuộc thăm dò mới nhất của ABC News, tiếp sót, bà Harris dẫn trước 50% so với 48% dành cho ông Trump trong số những cử tri có khả năng đi bỏ phiếu. Trong cuộc thăm dò vào tháng trước, kết quả là 52% so với 46%. Cuộc thăm dò mới nhất của CBS News YouGov cho thấy đương kim phó tổng thống dẫn trước cựu tổng thống với 51% so với 48% trong số những cử tri có khả năng đi bỏ phiếu. Cách biệt đã giảm từ 4 điểm của tháng trước xuống còn 3 điểm. Số liệu mới nhất hôm 12 tháng 10 thì cho thấy bà Harris dẫn trước 1,4% trong tổng số các cuộc thăm dò chính của Real Clear Polling, giảm từ mức 2,2%. Kết quả thăm dò ngày càng xít sao cho thấy cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sẽ nghẹt thở đến phút chót. Số liệu thăm dò biến động trong bối cảnh Đảng Dân chủ lo ngại bà Harris gặp khó khăn trong việc giành được sự ủng hộ của những người gốc Tây Ban Nha và người Mỹ gốc Phi, hai trong số các nhóm cử tri chủ chốt của đảng này. Trong khi đương kim phó tổng thống được lòng hầu hết cử tri nữ thuộc mọi chủng tộc, bà phải vật lộn để khơi dậy sự nhiệt tình của nam giới, bao gồm cả người Mỹ gốc Phi và người gốc Tây Ban Nha, khi họ ngày càng nghiêng về phía ông Trump trong những năm gần đây. Trong các cuộc thăm dò của The New York Times và Siena College được công bố hôm 12 và 13 tháng 10, bà Harris đã thu hút được sự ủng hộ của 78% cử tri da đen và 56% cử tri gốc Tây Ban Nha, thấp hơn đáng kể so với tỷ lệ mà các ứng cử viên Đảng Dân chủ giành được trong các cuộc bầu cử năm 2020 và 2016. Hôm 10 tháng 10, cựu Tổng thống Barack Obama đã trách nam giới da đen vì không thể hiện được nhiều sự nhiệt tình với ứng cử viên Harris như sự nhiệt tình ông đã nhận được trong các chiến dịch tranh cử của mình vào năm 2008 và 2012. Hôm 13 tháng 10, bà Harris và ông Trump tiếp tục vận động tranh cử tại các tiểu bang chiến trường, lần lượt tổ chức các sự kiện tại Bắc Carolina và Arizona. Tại một cuộc vận động tranh cử ở Greenville, Bắc Carolina, bà Harris đã nhắm vào ông Trump với cáo buộc cựu Tổng thống đã phát tán những thông tin sai lệch về phản ứng của chính phủ với những cơn bão gần đây. Trong khi đó, tại cuộc vận động tranh cử ở Prescott Valley, Arizona, ông Trump dành phần lớn bài phát biểu của mình để khơi dậy nỗi sợ hãi về những người nhập cư không có giấy tờ. Cựu Tổng thống cũng cam kết mục tiêu tuyển dụng thêm 10.000 lính biên phòng, tăng lương 10% và đưa ra khoản tiền thưởng ký kết và giữ chân nhân viên là 10.000 đô la Mỹ. Cử tri Dân chủ giảm ở 3 bang chiến trường. Số lượng cử tri Dân chủ đăng ký bỏ phiếu giảm ở 3 bang chiến trường là một dấu hiệu đáng lo ngại với bà Harris khi cuộc bầu cử đã cận kề. Trong số 7 bang chiến trường quan trọng trong bầu cử tổng thống Mỹ năm nay, 3 bang Georgia, Michigan và Wisconsin không đăng ký cử tri theo đảng phái. Tại 4 bang còn lại, cử tri đăng ký đi bỏ phiếu theo đảng mà mình ủng hộ. Dữ liệu đăng ký bầu cử cho thấy ưu thế về số lượng cử tri đăng ký của Đảng Dân chủ so với Đảng Cộng hòa giảm ở 3 bang chiến trường Pennsylvania, Bắc Carolina và Nevada. Trong khi đó, tại bang chiến trường Arizona, Đảng Cộng hòa đang dẫn trước về số cử tri đăng ký với cách biệt đáng kể. Ông Berwood Yost, giám đốc trung tâm nghiên cứu dư luận thuộc Đại học Franklin và Marshall ở Pennsylvania, ngày 13 tháng 10 cho biết, cử tri Đảng Dân chủ ở bang này năm nay giảm khoảng 300.000 người so với năm 2024. Cử tri Cộng hòa tăng khoảng 70.000 người, còn nhóm cử tri độc lập tăng khoảng từ 83 lên 85.000 người. Xu hướng này cho thấy nhiều người từng ủng hộ Đảng Dân chủ đã đăng ký làm cử tri độc lập hoặc không đăng ký bỏ phiếu. Theo ông, tỷ lệ cử tri Đảng Dân chủ đăng ký đi bỏ phiếu giảm ở một số khu vực của Pennsylvania là do thất vọng với đảng đang nắm quyền. Ông Yost cho hay, việc giảm số lượng cử tri Dân chủ đăng ký đi bỏ phiếu là một thách thức với Phó Tổng thống Kamala Harris ở các hạt giao động cũng như các khu vực nông thôn. Phân tích của Hill Decision Desk về các cuộc thăm dò gần đây ở Pennsylvania cho thấy bà Harris dẫn trước ông Trump 1 điểm phần trăm, song khả năng chiến thắng của hai ứng cử viên là như nhau. Còn theo ông David Paleologos, giám đốc trung tâm nghiên cứu chính trị tại Đại học Stanford ở Boston, bang Massachusetts, số cử tri đăng ký của Đảng Dân chủ ở Pennsylvania cao hơn Đảng Cộng hòa khoảng 666.000 người vào năm 2020, nhưng chênh lệch hiện tại chỉ còn 354.000 người. Ưu thế về số lượng cử tri đăng ký của Đảng Dân chủ ở Bắc Carolina cũng giảm từ hơn 393.000 người xuống còn khoảng 130.000 người. Hill Decision Desk dự đoán ông Trump có 64% cơ hội thắng ở Bắc Carolina. Các chiến lược gia Đảng Dân chủ ở Pennsylvania và Bắc Carolina thừa nhận lợi thế về số lượng cử tri đăng ký của Đảng đã bị suy giảm sau khi ông Biden thắng ở Pennsylvania và thua xít sao tại Bắc Carolina vào năm 2020. Tại Nevada, Paleologos cho biết lợi thế dẫn trước về số lượng cử tri đã đăng ký của Đảng Dân chủ giảm từ 79.000 vào năm 2020 xuống 29.000 vào năm 2024. Theo John Ralston, nhà bình luận chính trị hàng đầu tại Nevada, lợi thế về số lượng cử tri của Đảng Dân chủ đã giảm từ 5 điểm phần trăm năm 2020, còn 1 điểm phần trăm trong bầu cử năm nay. Tại Arizona, số lượng cử tri đăng ký của Đảng Cộng hòa tăng lên có thể khiến bà Harris khó giành chiến thắng ở bảng chiến trường như Tổng thống Biden làm được hồi năm 2020. Các cuộc khảo sát trên toàn quốc cho thấy hai ứng cử viên đang bám đuổi xít sao tại 7 bang chiến trường. Theo kết quả khảo sát mới nhất được NBC công bố hôm 13 tháng 10, tỷ lệ ủng hộ của cả hai ứng cử viên trên toàn quốc bằng nhau ở mức 48%. Tiếp tục chiến đấu trên chính trường then chốt Pennsylvania. Hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ, bà Harris và ông Trump, vận động tranh cử ở Pennsylvania trong cuộc đua nút rút cuối cùng cho cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, dự kiến diễn ra vào ngày 5 tháng 11. Cả hai ứng cử viên Tổng thống đều tổ chức các sự kiện vận động tranh cử tại Pennsylvania vào tối 15 tháng 10. Một lần nữa thu hút sự chú ý vào tiểu bang chiến trường hàng đầu trong cuộc bầu cử. Đảng Dân chủ đã chi nhiều hơn Đảng Cộng hòa nói chung ở Pennsylvania kể từ khi Phó Tổng thống Kamala Harris trở thành ứng cử viên của Đảng. Nhưng Đảng Cộng hòa đang chuẩn bị nắm giữ một lợi thế quảng cáo hẹp trong chặng đua cuối cùng. Các đảng cũng đang đặt cược khác nhau vào các thị trường truyền thông hàng đầu cho cuộc chạy đua nước rút. Cùng với Đảng Dân chủ đầu tư nhiều hơn vào Philadelphia và Đảng Cộng hòa đầu tư nhiều hơn vào Pittsburgh. Trong tổng số gần 1,5 tỷ đô la Mỹ đã được chi cho quảng cáo tổng thống kể từ khi bà Kamala Harris trở thành ứng cử viên của Đảng Dân chủ, hơn 1/5 tương đương khoảng 312 triệu đô la Mỹ nhắm vào Keystone State. Con số này cao hơn gần 90 triệu đô la Mỹ so với tiểu bang có chi tiêu quảng cáo nhiều thứ hai là Michigan. Đảng Dân chủ đã chi nhiều hơn Đảng Cộng hòa trong suốt thời gian đó khoảng 174,3 triệu đô la Mỹ so với con số 136,9 triệu đô la Mỹ. Nhưng trong 2 tuần đầu tiên của tháng 10, Đảng Cộng hòa đã nắm bắt được một lợi thế nhỏ, chi nhiều hơn Đảng Dân chủ khoảng 31,2 triệu đô la Mỹ so với 30,3 triệu đô la Mỹ. Trong tương lai, Đảng Cộng hòa cũng có nhiều thời gian quảng cáo hơn một chút. Theo dữ liệu, các nhà quảng cáo tổng thống của Đảng Cộng hòa có tổng cộng 52,1 triệu đô la Mỹ trong các đơn đặt quảng cáo còn lại của Pennsylvania, trong khi Đảng Dân chủ chỉ có khoảng 49,7 triệu đô la Mỹ. Trong khi đó, cựu tổng thống Mỹ ông Bill Clinton hôm thứ Hai đã kêu gọi người dân Georgia hãy mang lại chiến thắng cho Phó Tổng thống Kamala Harris, nói với họ rằng các bạn phải nhận ra rằng toàn bộ cuộc bầu cử có thể được quyết định tại đây. Ông Clinton cho biết Đảng Dân chủ đã giành chiến thắng tại Georgia vào năm 2020 và hai cuộc đua vào Thượng viện gần đây không chỉ vì họ đã làm tốt ở Atlanta, thành trì của Đảng Dân chủ, mà còn vì ở bất kỳ nơi nào có cơ hội bên ngoài Atlanta, chúng tôi đều vượt trội hơn hẳn. Vì vậy đó là những gì cuộc bầu cử này sẽ diễn ra. Nếu bạn thực sự muốn, bạn có thể thắng và bạn có thể tự hào về bản thân mình trong suốt quãng đời còn lại và con cháu bạn sẽ biết ơn. Ông bảo vệ Phó Tổng thống Kamala Harris trước những cuộc tấn công của Đảng Cộng hòa về vấn đề nhập cư, bác bỏ việc họ gọi bà Harris là trùm biên giới và chỉ trích cựu Tổng thống Donald Trump vì đã góp phần phá hoại dự luật an ninh biên giới của lưỡng đảng. Ông Clinton đã vận động tranh cử tại các cộng đồng nông thôn ở miền Đông và miền Nam Georgia cho Harris. Cựu Tổng thống Barack Obama cũng đã tham gia chiến dịch tranh cử cho bà Harris, phát biểu vào tuần trước tại Pennsylvania. ChatGPT chọn ai sẽ làm Tổng thống Mỹ? Bên cạnh hàng loạt các cuộc khảo sát đang được thực hiện, nền tảng sử dụng trí tuệ nhân tạo ChatGPT mới đây cũng đưa ra nhận định về cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay. Đó là một cuộc đua vô cùng xít sao giữa ứng cử viên Đảng Dân chủ Kamala Harris và ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump. Chưa đầy 1 tháng trước ngày bầu cử, hãng Newsweek đã sử dụng ChatGPT dự đoán kết quả bầu cử quan trọng. Newsweek đã đặt câu hỏi cho ChatGPT rằng: "Bạn có thể cho tôi biết bạn tin ai sẽ giành chiến thắng cho cuộc đua tổng thống năm nay giữa bà Kamala Harris và ông Donald Trump hay không?" Newsweek cũng đề nghị ChatGPT, một công cụ trí tuệ nhân tạo, nêu ra những lý do cho câu trả lời của mình, đồng thời phân tích điểm mạnh, điểm yếu của mỗi ứng viên. Đó sẽ là một cuộc đua có tính cạnh tranh cao nhưng khó dự đoán một cách chắc chắn. ChatGPT đã trả lời trước khi liệt kê những đặc điểm của từng ứng viên và các yếu tố có thể ảnh hưởng đến kết quả bầu cử. Về điểm mạnh của bà Harris, ChatGPT đã chỉ ra rằng Phó Tổng thống Mỹ đang có sức hấp dẫn đa dạng, kinh nghiệm lãnh đạo và khả năng tập trung cho các vấn đề tiến bộ và kỹ năng vận động tranh cử. ChatGPT phân tích là nữ Phó Tổng thống Mỹ da màu ở gốc Á đầu tiên, bà Harris có thể tiếp thêm sinh lực cho các nhóm nhân khẩu học quan trọng, chẳng hạn như người Mỹ gốc Phi, phụ nữ và cử tri trẻ tuổi. Về kỹ năng vận động tranh cử của bà Harris, ChatGPT nhận xét bà ấy là một nhà vận động giàu kinh nghiệm, người có thể giao tiếp tốt trong các cuộc tranh luận tại tòa thị chính, và điều này có thể giúp bà ấy trong các khía cạnh trực tiếp của chiến dịch. Ngược lại, theo ChatGPT, điểm yếu của Phó Tổng thống đó là nhận thức về sự kém hiệu quả, hình ảnh phân cực cùng một số yếu tố khác. Mặc dù bà ấy có thể nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các nhóm nhân khẩu học cụ thể, nhưng vẫn chưa thể hiện được sức hấp dẫn rộng rãi với toàn bộ cử tri dân chủ, đặc biệt là những cử tri trung dung và lớn tuổi, những người có thể cảnh giác với khuynh hướng tiến bộ của bà ấy. Với ông Trump, ChatGPT cho rằng điểm mạnh của ông gồm nền tảng ủng hộ mạnh mẽ trong đảng, có khả năng truyền tải thông điệp mạnh mẽ, chiến lược rõ ràng và có các thành tựu kinh tế. Tuy nhiên, ông cũng có điểm yếu là hình ảnh phân cực, vướng nhiều rắc rối pháp lý, tâm lý mệt mỏi của cử tri. Newsweek sau đó đặt câu hỏi liệu ông Trump hay bà Harris sẽ chiến thắng tại các bang chiến trường gồm Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Bắc Carolina, Pennsylvania và Wisconsin. Theo đó, ChatGPT nhận định ông Trump sẽ chiếm ưu thế ở Arizona, Bắc Carolina. Trong khi đó, bà Harris chiếm ưu thế tại Michigan, Nevada, Pennsylvania, Wisconsin. Bang Georgia còn lại rất khó dự đoán.